Đan Trường bị tai nạn đứt dây chằng trong chuyến lưu diễn. Mới đây, trên trang Facebook cá nhân, Đan Trường đã cập nhật trạng thái sức khỏe hiện tại đến người hâm mộ. Mặc dù đang bị đứt dây chằng, nhưng nam ca sĩ vẫn lạc quan, gặp bất tiện khi di chuyển, song vẫn tự dọn dẹp hồ cá. Đan Trường chia sẻ, tính mình không có thể ngồi yên được một chỗ. Lâu nay làm việc quen rồi, giờ bị què giò mà vẫn đi tới đi lui suốt cái hồ cá to, đi đứng khó khăn cảm thấy bực bội thật sự. Những lúc bận quá thì ước gì khi rảnh sẽ đi chơi cho đã, nhưng rảnh là phải dưỡng bệnh là sao? Đan Trường cũng thông báo sẽ không tham gia biểu diễn tại đêm nhạc với Lương Bất Hữu tại Đà Lạt sắp tới. Thay vào đó sẽ dời sang ngày 19 tháng 5 tại thành phố Hồ Chí Minh. Trước đó vào ngày 25 tháng 4, Đan Trường khiến nhiều khán giả lo lắng khi chia sẻ hình ảnh chân trái bị sưng to, gây khó khăn khi di chuyển. Nguyên nhân là do khi đi mua nước hoa tại thành phố Barcelona, Tây Ban Nha, vì mãi lo dùng điện thoại nên anh đã bước hụt cầu thang và ngã. Sau khi về Việt Nam, Đan Trường đến bệnh viện thăm khám và phát hiện bị đứt dây chằng. Nam ca sĩ chia sẻ, khi cầm kết quả trên tay mình hơi buồn vì bị đứt dây chằng. Bác sĩ nói có thể phải mổ, giờ thì phải bó chân cố định một thời gian chờ xem kết quả. Mặc dù bị thương, Đan Trường vẫn nén đau để hoàn thành các đêm diễn còn lại ở trời Tây. Trong chuyến lưu diễn tại châu Âu, Đan Trường còn gặp sự cố thất lạc hành lý. Đan Trường chia sẻ, cái vali trong đó có 7 đến 8 chai nước hoa và 4 chai trong lúc trễ chuyến bay mình đã mua thêm. Quan trọng nhất là đồ make up, vệ sinh cá nhân, đạo cụ đi diễn, cả túi mỹ phẩm cũng nằm trong đó. Cả ngày hôm sau mình đi mua từng món nhưng không mua được món nào giống như thứ mình đang dùng. Nhớ nhấn chuông đăng ký để xem những tin tức mới nhất nhé.